Thị trấn Hy Lạp xin chào. Đây là món quà tinh thần bất ngờ mình dành cho bản thân mình và mình dành cho mọi người. Thì chắc là mọi người coi clip hôm qua thì cũng đã nhận ra là cái quán cà phê này nó rất là quen. Thì đúng là mình đã từng review quán này rồi đó mọi người. Quán này là của chị bạn mình. Và sau khi làm được gần 1 năm thì chị bạn của mình đã sang cho mình. Tại vì chị có công chuyện riêng cho nên là không có tiếp tục làm được nữa. Sau đó thì mình cho sơn sửa lại toàn bộ quán. Thì đầu tiên là cái phòng kho này nè, mình sẽ làm một cái góc để check in và một cái phòng sofa để ngồi. Tại vì mình muốn cho khách có thêm một cái không gian để mà làm việc cho nó riêng tư nè, yên tĩnh nè. Không gian quán thì có rất là nhiều cây xanh nhưng mà nó bị tùm quá cho nên là mình đã quyết định là lấy hết những cái loại cây cũ ra để mình thêm vào những cây mới, nó gọn gàng hơn, nó sạch sẽ hơn. Khúc này là đi mua cây chuối về nè, tao nói về tới nhà cái nách đơ luôn, tại vì một tay phải ôm cây chuối còn một tay là phải chồm lên để đỡ cho cái ngọn chuối nó không bị gãy đó. Thi công xong thì mình sẽ bắt đầu test nước, điều chỉnh công thức sao cho nó hoàn hảo nhất có thể. Mình biết là khẩu vị của mỗi người sẽ mỗi khác cho nên là khi mà mọi người có tới đây ủng hộ quán á thì mình thật sự rất là cần những cái ý kiến đóng góp của mọi người để cho quán có thể phát triển và tốt lên. Mọi người đừng có ngại gì hết mà không có buồn, không có hóc miếng nào đâu. Nói giỡn với mọi người chứ khúc này là mình đi test trà nè, không uống trà được mà đi test một lần là chắc hơn 50 ly trà vậy đó, cho nên là say quá, khóc ói quá trời luôn. Ở đầu clip mình có nói là đây là món quà tinh thần dành cho bản thân mình và dành cho mọi người á. Thì dành cho bản thân mình là mình được trải nghiệm nè, mình được tiếp xúc với một cái môi trường kinh doanh hoàn toàn mới. Nhưng mà mình muốn cái việc kinh doanh của mình nó cũng mang đến một cái giá trị nào đó nhất định. Và mình cũng rất là mong muốn là những cái bạn khách đến đây, ngay cả bản thân các bạn cũng đã mang một cái giá trị rồi. Đó chính là hàng tháng mình sẽ trích ra 50% lợi nhuận của quán để đi làm thiện nguyện. Cứ cuối tháng thì mình sẽ tổng kết doanh thu và sẽ thông báo cho mọi người là lợi nhuận tháng này được bao nhiêu và hôm nay mình sẽ đi làm thiện nguyện ở đâu, để cho mọi người biết là một nửa ly nước của các bạn đã được san sẻ đến những người thiếu may mắn hơn. Còn tháng nào mà mọi người không thấy mình làm clip là tháng đó quán mình lỗ.